Được rồi, Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2017, thì Luân xin trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng thờ gồm có một bộ trường kỷ Huế đục tích Tùng Lộc Cúc Kê gồm có 5 món và một bộ sập thờ đục Tứ Linh, Lưỡng Long Chầu Nguyệt ngồi lên trên đôi nghê chầu gỗ vụ, kích thước là 1m97, rộng 1m07 và cao 1m27, và một bộ cuốn thư câu đối gỗ vụ mai điểu hóa rồng đã được dát vàng, đã được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần vách ly để chuẩn bị ngày mùng 3 sẽ bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, chúng tôi sẽ quay lại một lượt cái phần phần đục chạm cũng như cái phần tuốt vách ly của Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện vách ly 100%, không hề có một tí dầu bóng nào cả, và toàn bộ là màu sắc là tự nhiên 100%. Trên mình quý vị đang xem là chúng tôi đang giới thiệu bộ trường kỷ Huế đục tích Tùng Lộc Cúc Kê gồm có 5 món, 2 trường dài, 1 bàn và 2 đôn, và một bộ sập thờ, một bộ cuốn thư câu đối gọi là nội thất phòng thờ giao cho khách ở thành phố Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, chúng tôi sẽ quay lại một lượt phần hoàn thiện toàn bộ các cái nội thất phòng thờ khi hoàn thiện lên vô cùng đặc sắc và đỉnh cao. Riêng cái sập thờ này có kích thước 1m97, rộng 1m07 và cao 1m27, ngồi lên trên đôi nghê chầu gỗ vụ, toàn bộ liền khối đục chạm là hết sức là tinh xảo, và bộ cuốn thư câu đối là đục tích mai điểu hóa rồng. Và riêng cái bộ này chúng tôi làm theo yêu cầu khách hàng là làm chữ Việt, chữ thư pháp viết theo lối cổ của Việt Nam, chữ thư pháp ba chữ ở giữa là Đức Đưa Quang, và đã được dát vàng Đài Loan để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Nếu khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái sản phẩm đẹp và đỉnh cao nhé, liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Ở video clip quý vị đang xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Ở bên tay trái là tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, ở bên tay phải là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Toàn bộ cái bộ cuốn thư câu đối này đã được dát vàng Đài Loan nên rất là sang trọng và tôn nghiêm. Toàn bộ nội thất phòng thờ của một anh khách hàng ở thành phố Hải Phòng đặt Thành Luân chúng tôi một bộ trường kỷ, bộ trường kỷ đục tích Tùng Lộc Cúc Kê trường Huế, ở giữa là đục Tùng Lộc, hai bên là đục Cúc Kê, ở phía xung quanh là đục Ngũ Phúc Kim Tiền, tượng trưng cho Ngũ Phúc Lâm Môn, Kim Tiền Tài Lộc, rất là đẹp. Và toàn bộ cái phần ván mặt là chúng tôi chọn vân gỗ rất là đẹp, đều để rất là đỉnh cao, toàn bộ là đục chạm hoàn toàn là thủ công một tay. Phía trong này là bộ sập thờ đục Tứ Linh, Lưỡng Long Chầu Nguyệt ngồi lên trên đôi nghê chầu, toàn bộ đôi nghê chầu là liền khối rất là to, và đã được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần vân y. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay một trong những sản phẩm đẹp và đỉnh cao, hãy liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua hai số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, tại cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi sẽ quay lại một lượt phần đục chạm chi tiết. Ngày mai tôi sẽ quay chi tiết từng bộ một, hôm nay tôi sẽ quay gộp một phát tất cả luôn. Trong phòng thờ trông rất là tôn nghiêm và hoành tráng, vô cùng là đỉnh cao. Riêng phía trên là chúng tôi đã cho dát vàng Đài Loan như là vàng thật 4/9, giá tiền là rất là hợp lý. Thế nên chúng tôi luôn luôn đi đầu về mẫu mã cũng như là khơi dậy những các cái nét cổ ngày xưa để tạo nên một cái nét đặc trưng của Việt Nam. Bộ sập thờ đục Tứ Linh và phía trên là ba chữ Đức Đưa Quang viết theo lối thư pháp cổ của Việt Nam. Ở giữa là Đức Lưu Quang, hai bên là tổ tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, và bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, rất là ý nghĩa và rất là sâu đậm. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay một trong những sản phẩm đẹp và đỉnh cao như thế này, hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Video clip quý vị đang xem này, chúng tôi quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Trên mình quý vị đang xem là chúng tôi đang giới thiệu bộ trường Huế đục tích Tùng Lộc Cúc Kê gồm có 5 món, 2 trường dài, 1 bàn và 2 đôn. 1 đôn chúng tôi đang để ở trước kia,
và bộ sập thờ tứ linh Lữ Long Trầu Nguyệt ngồi lên trên đôi nghê trầu và bộ cuốn thư Mai Điểu Hóa Rồng hàng siêu VIP đã được thành luân hoàn thiện xong và chuẩn bị ngày mai tốt ngày sẽ bàn giao cho khách hàng, nên xin tạm dừng đây. Nắp lên bộ này nhìn trông rất là hoành tráng và vô cùng là đỉnh cao.